đến phần mời anh em xem nội thất. Cái này mở ra thì nói chung là nó quá đã mắt luôn về cấu tạo của sản phẩm. Con âm đi mà nó có nội thất khủng như này thì tiếng nó sẽ rất dày, nội lực. Nội thất vàng óng đẹp xuất sắc anh em nhé. Con này còn chưa lau chùi bên trong đâu. Nếu mà lau kỹ hơn thì nó còn sạch sẽ bụi hơn nhiều. Anh em có thể xây sắt xi 7 màu này, đó, vỉ này, đẹp chưa? Đẹp zin đét luôn cho anh em nhá. Đẹp zin đét luôn. Bao zin sò, zin nguồn, zin tụ cho anh em. Sò nếch 8 con, mỗi bên 4 con. Anh em thấy sắt xi này, đó. Vàng chưa? Vàng chưa? Đến chưa thổi. Bụi bạn chưa thổi anh em nhé. Gắng quay mọi góc cạnh để cho anh em xem. Cầu chữ U chức năng bao rể nước sơn đằng sau sáng bóng này. Công suất nhỏ nhất 150W, công suất tối đa con này là 410W. Trở kháng từ 4 đến 16 ohm. Sắt xi 7 màu vàng óng luôn. Con này thì anh em chưa, nếu mà thích nghe khủng thì cứ chơi dòng loa to Bass 30, 33, 35 của Diatone, Onkyo, Yamaha hoặc Pioneer, ghép vàng và hát karaoke được. Và nghe đa thể loại nhạc nhé. Nhạc vàng, nhạc buero, nhạc DJ chơi hết với mẫu ly khủng này. Size 42, chiều cao là 15, còn bề sâu là 38. Địa chỉ trên tấm biển kia anh em nhé. Minh Audio Đông, Hà Nội. Hai đúng chỉnh chép, hai đúng chỉnh bass, hai chỉnh chép. Cắt tần, cân loa, lao lướt đầy đủ. Mặt tiền siêu đẹp luôn. Sáng bóng, màu trắng không xứt mẻ góc cạnh.